Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ cùng các bạn hướng dẫn và kiểm tra một cái bóng đèn của dòng máy chiếu Kokuma. Đây là một cái dòng máy chiếu cao cấp độ phân giải UHD 4K. Hầu hết các cái dòng máy chiếu 4K hiện nay của Optoma như là Optoma UHD 50, 51, UHD 60, 65, UHD 35 cộng thì nó đều sử dụng cái nguồn bóng, đó là bóng đèn halogen. Sau một thời gian sử dụng, ví dụ như cái con này sau một thời gian sử dụng thì bóng đèn nó sẽ yếu đi và chúng ta phải tiến hành chúng ta thay thế cái bóng đèn mới. Đây các bạn thấy nha, bóng đèn con này đã xuống rồi này. Do khách hàng sử dụng khá nhiều nên là bóng đèn nó xuống rồi. Tôi sẽ tiến hành tôi kiểm tra cái giờ đèn của nó này. Cái này tại là khách hàng họ xài họ theo người đúng không? Thì nó bị ngừng. Đây, ở cái mục này này. Đây, ok. Nó mờ nha các bạn. Bóng đèn nó xuống nó mờ. Bây giờ chúng ta kiểm tra cái số giờ đèn của nó bằng info này. Lam out này. Đây. Cái số giờ đã sử dụng là 3994 giờ này các bạn. Đó, 3994 là ok mà. Thực ra thì nó vẫn xài được các bạn. Nói chung là vẫn lên ok nhưng mà giờ cho chúng ta thấy nó còn không đảm bảo sáng như ban đầu chúng ta thay thôi chứ thực ra bóng đèn vẫn xài ok nè, số giờ này đó, còn thấy không? Các dòng UHD của Optoma thì thường là nó có cái menu nó giống nhau. Còn cái máy này các bạn thấy này, máy sử dụng này khá là dơ này, cũng xung quanh ống kính là bụi bẩn rất là nhiều này, bụi bẩn cực kỳ nhiều luôn. Nếu mà xài chúng ta xài mà chúng ta không có bảo trì và vệ sinh nhá thì cái ngoài hư bóng thì nó còn hư nhiều cái khác nữa này, bụi bẩn này kinh khủng không, bám hàng tá như vậy này làm sao mà máy chạy nổi được. Chứng tỏ cái dòng máy này xài rất ok các bạn, 3.000 mấy 4.000 giờ chưa bảo trì mà bóng đèn còn vẫn sáng như vậy này. Đây con này thì khá nhiều cổng ăn chơi các bạn, UHD 5051 của Optoma thì khá là nhiều cổng ăn chơi. Chúng ta sẽ tháo và kiểm tra qua cái đèn nhé, cái tem bóng đèn nó còn nguyên này, này tem bóng đèn còn nguyên này. Con này bóng đèn nào, tôi nghĩ là nó sẽ nằm ở mục này, thực ra thì tôi chưa tháo mục này bao giờ. Chúng ta sẽ cùng tháo và kiểm tra qua cái bóng đèn của nó các bạn. LED thay bóng thì khá đơn giản đấy các bạn, lưu ý là khi mà thay bóng á thì chúng ta thường chúng ta chỉ thay cái chóa bên trong thôi, cái khung nhôm bên ngoài chúng ta còn gọi là cái cover hoặc cái housing thì chúng ta không phải thay. Cái này nó rất là bền và nó không bao giờ nó hư được vì nó bằng kim loại rất là bền luôn, chịu nhiệt độ cao có thể lên đến 500-600 độ C. Bóng bên trong nó yếu thì chúng ta tiến hành chúng ta thay thế thôi. Các bạn lưu ý là khi mà thay bóng chúng ta phải không vệ sinh bảo trì máy thì nó mới lên cái độ sáng tuyệt đối các bạn, máy khá là dơ luôn này. Nè, cực kỳ dơ bẩn luôn nè. Nếu mà những cái lớp bụi như vậy chúng ta không vệ sinh bảo trì thì đảm bảo khi chúng ta thay bóng thì hiệu quả hoạt động nó sẽ không cao và cái máy nó sẽ rất là nhanh bị nóng bị hư đúng không ạ. Sau khi chúng ta tiến hành chúng ta thay vệ sinh bảo trì hết bên trong thì chúng ta hãy tiến hành chúng ta thay cái bóng sau cùng. Nghe có vẻ nó hơi ngược đời nhưng mà đúng là phải làm như vậy tại vì cái bóng nó nằm phía bên ngoài đó, bóng nằm phía bên ngoài đúng không ạ. Rồi chút xíu nữa tôi sẽ gửi cho các bạn cái video về làm sao để vệ sinh bảo trì cái dòng máy này.